Bản tin ngày 15 tháng 5 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gồm những tin chính sau đây. Thêm 24 ca dương tính với nCoV, 40 người xin hiến phổi cho bệnh nhân số 91, Brazil thất thủ vì COVID-19, Tổng thống vẫn phản đối giãn cách xã hội, Liên Hợp Quốc cảnh báo về khủng hoảng tâm thần do đại dịch, trẻ bị biến chứng hiếm gặp do COVID-19, ba mẹ sinh non cùng một ngày. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Sáu giờ ngày 15 tháng 5, Bộ Y tế ghi nhận 24 ca nhiễm nCoV đều là người Việt đi chung chuyến bay VN0062 từ Nga về Quảng Ninh, cách ly tập trung ngay. Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 289 đến 312, gồm 23 nam, 1 nữ, tuổi từ 24 đến 47. Chuyến bay trên đưa 345 công dân Việt Nam về nước ngày 13 tháng 5. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được cách ly ngay tại Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Họ không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy đến nay, Việt Nam ghi nhận 172 ca xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, số còn lại do lây nhiễm trong cộng đồng. Kể từ ngày 16 tháng 4 đến nay là 29 ngày Việt Nam chưa phát hiện thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến sáng ngày 15 tháng 5, có 40 người bày tỏ mong muốn được hiến tặng một thùy phổi cho bệnh nhân số 91 mắc COVID-19. Bệnh nhân số 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, đã trải qua gần 2 tháng nằm viện, hiện là bệnh nhân nặng nhất trong những bệnh nhân COVID-19 ở nước ta. Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, người trẻ nhất đăng ký hiến phổi mới 35 tuổi. Tất cả đều không quen biết bệnh nhân số 91, nhưng đều có tâm nguyện được san sẻ một phần cơ thể để cứu bệnh nhân. Để chuẩn bị ghép phổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng hội đồng chuyên môn sẽ tiếp tục hội chẩn điều trị tổn thương phổi và tình trạng nhiễm trùng, kiểm soát các nguồn nhiễm trùng, nuôi cấy virus đến khi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Brazil ghi nhận mức tăng kỷ lục gần 14.000 ca COVID-19 chỉ trong một ngày. Nước này hiện là vùng dịch lớn nhất Mỹ Latin với tổng cộng 202.918 ca bệnh kể từ khi dịch bùng phát. Mặc dù vậy, Tổng thống Jair Bolsonaro vẫn thúc giục các doanh nghiệp gây áp lực chống lại lệnh hạn chế và giãn cách xã hội của lãnh đạo Trung tâm Tài chính Brazil Sao Paulo để bang này mở cửa trở lại trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế. Sao Paulo, bang đông dân nhất Brazil và chiếm 1/3 tổng sản lượng kinh tế quốc gia Nam Mỹ, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Các bệnh viện đang hoạt động hết công suất để cứu chữa số ca bệnh ngày càng tăng vọt. Chính phủ Brazil tuần này dự đoán kinh tế Brazil có thể sụt giảm 4,7% vào năm 2020, mức giảm tồi tệ nhất của quốc gia Nam Mỹ kể từ ít nhất năm 1900. Theo các chuyên gia y tế Liên Hợp Quốc, nguyên nhân khủng hoảng tâm thần là vì hàng triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Giám đốc Bộ phận Sức khỏe Tâm thần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO bà Castro nêu rõ, việc cách ly, tâm lý lo sợ dịch bệnh, bất ổn kinh tế là nguyên nhân gây ra nỗi đau về tâm lý. Ngoài ra, các nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu chống dịch làm việc với áp lực lớn là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương về sức khỏe tâm thần. Khủng hoảng tâm lý có thể dẫn đến trầm cảm và bạo lực gia đình cũng đang gia tăng. Bà Castro nhấn mạnh, sức khỏe tâm thần và sức khỏe của toàn xã hội đã bị tác động nặng nề bởi cuộc khủng hoảng này và là ưu tiên cần giải quyết ngay. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC hướng dẫn nhận biết trẻ mắc hội chứng Kawasaki do COVID-19 gồm dấu hiệu sốt, viêm loét, suy yếu. CDC ban hành hướng dẫn ngày 15 tháng 5 sau khi Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Mỹ báo cáo hàng loạt bệnh nhi COVID-19, trong đó có 3 bệnh nhi ở thành phố New York đã tử vong do hội chứng hiếm gặp. Tất cả đều có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy kèm phát ban, nghiêm trọng hơn là viêm tim, tương tự với bệnh Kawasaki, viêm mạch máu cấp tính. Các báo cáo làm dấy lên mối lo ngại rằng mức độ nguy hiểm của COVID-19 đối với trẻ em cao hơn nhiều so với hiểu biết trước đó. CDC chính thức gọi tên là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có liên quan đến COVID-19. CDC không đưa ra phác đồ điều trị cho những trường hợp này. Phương pháp điều trị phổ biến là tiêm tĩnh mạch và chăm sóc tích cực. Ba bé sinh non cùng một ngày tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng rất yếu, suy hô hấp, tiên lượng nặng. Ba bé là con của ba sản phụ, một người mang thai 26 tuần, hai người còn lại mang thai 28 tuần. Cả ba sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới từng cơn, vỡ ối.
Qua thăm khám, cả ba sản phụ đều viêm đường sinh dục. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến sinh non. Ngày 15 tháng 5, cả ba bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Bác sĩ Tạ Anh Kiên, trưởng khoa phụ sản cho biết, một số nguyên nhân gây sinh non ở thai phụ là nhiễm khuẩn đường sinh dục, nhiễm khuẩn mãn tính, tình trạng tâm lý stress khi mang thai, chế độ lao động sinh hoạt không hợp lý. Ngoài ra, nguyên nhân bệnh lý sẵn như viêm gan B, tiểu đường, bệnh tim, khoảng cách giữa hai lần có thai quá ngắn, biến chứng về nhau thai, rau bong non, rau tiền đạo, thiểu năng nhau, mẹ có tiền sử sinh non. Trẻ sinh non tùy thuộc vào tuổi thai đối mặt với nhiều nguy cơ như tử vong, bệnh lý võng mạc, nhiễm trùng, vàng da nặng, thiếu máu. Để phòng chuyển dạ sinh non, bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ trước và trong khi mang thai cần đến khám tại cơ sở y tế để dự phòng đẻ non.